Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bí quyết thành công. Bí quyết thành công muốn hỏi bạn câu này: theo bạn phải mất bao lâu để có thể trở nên giàu có? 5 năm, 10 năm, 50 năm hay cả đời người? Thực sự rất khó có câu trả lời cho câu hỏi này. Thế nhưng tỷ phú Warren Buffett, được cho là nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, lại có bí thuật riêng để giúp đỡ bạn chạm đến thành công chỉ trong vòng 6 tháng. Nghe thật khó tin và không tưởng đúng không? Bí quyết thành công đã học theo và áp dụng nên đảm bảo cho bạn chắc như đinh đóng cột rằng điều đó là hoàn toàn có căn cứ và có thể hiện thực hóa giấc mơ giàu có của bạn trong khoảng thời gian ngắn. Vậy những điều đó là gì? Mời bạn theo dõi kỹ tiếp video này nhé! Bạn thân mến, không ai là hoàn hảo và chúng ta đều có những thói quen xấu. Trong số đó, những thói quen tài chính tiêu cực có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ví tiền của bạn và cướp đi cơ hội làm giàu. Warren Buffett tin rằng bạn không thể hoàn toàn loại bỏ thói quen xấu, nhưng bạn có thể thay thế chúng bằng những thói quen tốt. Ông nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn và lối sống tài chính đúng đắn là chìa khóa để tăng trưởng tài chính. Hãy cùng khám phá những thói quen làm giàu mà Buffett áp dụng để thấy sự khác biệt trong cuộc sống tài chính của bạn. Thói quen đầu tiên là tiêu tiền thông minh. Bạn có bao giờ chi tiêu một số tiền lớn cho một món đồ xa xỉ hay không? Nhiều người trẻ chi nhiều tiền cho mua sắm, ăn uống và du lịch để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Nhưng chi tiêu không tính toán và không tiết kiệm sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Người giàu không hẳn là những người chi tiêu phô trương, họ thường là bậc thầy trong quản lý tài chính. Hãy nhìn vào Warren, hiện ông vẫn đang sống trong ngôi nhà mà ông cùng với người vợ đầu đã quá cố, Susan Thompson, mua từ năm 1958 với giá 31.500 đô la Mỹ. Nếu các giám đốc điều hành lớn trên thế giới thường đi xe hơi trị giá hàng triệu đô la Mỹ, thì người ta thấy Buffett giản dị hơn nhiều. Được biết, ông sẽ mua lại những chiếc xe bị lỗi nhỏ với giá thấp hơn, đem sửa chúng rồi đi trong thời gian dài. Tư duy tiêu tiền của giới thượng lưu là kiếm tiền từ chi tiêu của chính mình. Bạn không cần phải thực hiện những đầu tư lớn lao mà chỉ cần bắt đầu từ những việc đơn giản như tiết kiệm hàng ngày và chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết. Thói quen thứ hai là làm cho tiền bạc làm việc cho mình. Thay vì chỉ để chúng nằm trong ngân hàng, bạn cần hiểu cách hoạt động của cơ chế đầu tư. Nếu chỉ giữ tiền tiết kiệm, chúng sẽ mất giá trị do lạm phát, giảm sức mua thực tế của chúng. Nếu muốn giàu như Warren Buffett, đừng chờ đợi để bắt đầu. Buffett, khi đó 68 tuổi, nói rằng lãi kép, compound interest, lãi mẹ đẻ lãi con, là người bạn tốt nhất của một nhà đầu tư. Ông so sánh việc làm giàu bằng tiền lãi với việc lăn một quả cầu tuyết từ trên đỉnh đồi xuống chân đồi. Hãy bắt đầu sớm, Buffett nói. Tôi bắt đầu xây dựng quả cầu tuyết nhỏ bé từ trên đỉnh của một sườn dốc rất dài. Bí quyết để có một sườn dốc thật dài là bắt đầu khi bạn còn rất trẻ hoặc bạn sống thật lâu. Tuy nhiên, để đầu tư ra được tiền, bạn phải xem xét các lựa chọn đầu tư khác nhau và tìm cách không mất tiền tiết kiệm của mình. Bạn không cần phải đầu tư vào cổ phiếu ngay lập tức, hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu cơ chế đầu tư nói chung. Warren Buffett khuyên bạn nên dành thời gian học cơ bản về đầu tư một cách đều đặn. Thay vì lướt Facebook hoặc TikTok vào buổi sáng, hãy dành 10 đến 20 phút để đọc tin tức hữu ích và phân tích diễn biến cổ phiếu như lợi tức của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Facebook và Google lên đến 30% mỗi năm. Thói quen thứ ba là làm việc trong điều kiện bất thường. Lời khuyên này từ Buffett có thể có vẻ kỳ lạ, nhưng ông là một người hâm mộ cuồng nhiệt của việc đánh giá tình hình thị trường toàn cầu ngay cả khi ngồi tại McDonald's, chứ không phải trên ghế văn phòng của mình. Một ví dụ nổi bật về điều này là câu chuyện của Steve Jobs. Trong những năm đầu của Apple, Jobs không ngồi trong các văn phòng cao cấp để đưa ra những quyết định quan trọng. Thay vào đó, ông thường xuyên tổ chức các cuộc họp và thảo luận tại những không gian đơn giản hơn như các quán cà phê. Việc làm việc trong những điều kiện không chính thống đã giúp Jobs thoát khỏi các lối mòn tư duy của ngành công nghiệp và tạo ra những sản phẩm đột phá như iPhone. Khi bạn làm việc trong một môi trường khác biệt so với phần còn lại, bạn có cơ hội rút ra những kết luận độc đáo và kết hợp ý tưởng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Để sáng tạo và phát triển, hãy mở rộng tầm nhìn của mình, tìm kiếm nguồn thông tin mới mẻ và nghiên cứu những khía cạnh chưa được khám phá. Thứ tư là vay mượn một cách khôn ngoan. Buffett làm giàu bằng cách để tiền lãi tự làm việc cho mình, thay vì phải làm việc chăm chỉ chỉ để trả lãi như nhiều người khác. Trong một bài phát biểu vào năm 1991 tại Đại học Notre Dame, ông chia sẻ: bạn thực sự không cần sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính để thành công. Nếu bạn thông minh, bạn có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần phải vay mượn. Buffett cũng đặc biệt thận trọng với việc sử dụng thẻ tín dụng. Lời khuyên của ông là nên tránh xa chúng. Thẻ tín dụng, vay trả góp, thế chấp đều sẽ dẫn đến ngày mà các khoản trả nợ của bạn vượt quá chi tiêu và không có đường quay lại. Tôi đã thấy không ít người phá sản vì ham muốn tín dụng quá mức. Hãy chú ý đến các khoản chi tiêu nhỏ.
Trường hợp hài hước nhất phản ánh sự chú ý đến chi tiêu nhỏ của vị tỷ phú này diễn ra ở Trung Quốc. Tại đó, Buffett và Bill Gates đã quyết định đến McDonald's địa phương để ăn vặt. Nhưng quá trình Buffett nhất quyết tự mình trả tiền. Và điều làm mọi người ngạc nhiên khi ông rút ra những tờ phiếu giảm giá ông đã giữ từ ở Mỹ để trả một phần tiền ăn. Thứ năm là đừng giữ tất cả tiền của bạn trong tài khoản, hãy giữ một số tiền mặt. Các bạn ạ, một trong những bí quyết quan trọng để giữ vững sự an toàn tài chính của tỷ phú Warren Buffett là luôn duy trì một lượng tiền mặt dự trữ đáng kể. Ông đã chia sẻ trong báo cáo thường niên năm 2014 của Berkshire Hathaway rằng: "Chúng tôi luôn duy trì ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ và thường nhiều hơn thế ở dạng tiền mặt." Trong khi nhiều cá nhân và doanh nghiệp thường không mấy mặn mà với việc dự trữ tiền mặt, Buffett lại coi tiền mặt là yếu tố sống còn, giống như oxy đối với con người. Ông nhấn mạnh, khi các hóa đơn đến hạn, chỉ có tiền mặt là hợp pháp, đừng bao giờ rời khỏi nhà mà không có nó. Thứ sáu là nghĩ theo thập kỷ không phải theo tháng. Nhiều người thường mắc sai lầm khi chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, mong muốn kiếm tiền nhanh mà không nhìn xa hơn. Warren Buffett đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, để đầu tư thành công, bạn cần có thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn. Ông thường nhắc nhở rằng, bất kể bạn có tài năng hay chăm chỉ đến đâu, một số việc vẫn cần thời gian để phát triển. Ví dụ như, bạn không thể rút ngắn thời gian mang thai xuống còn một tháng bằng cách làm cho 9 người phụ nữ có thai cùng lúc. Tương tự, bạn không thể làm giàu nhanh chóng mà không tích lũy từ từ qua từng năm tháng. Hãy nghĩ theo thập kỷ, tích lũy cho việc giáo dục của con cái bạn hoặc cho việc nghỉ hưu của bạn. Nếu bạn bị thu hút bởi thói quen làm giàu của Warren Buffett và muốn áp dụng chúng, hãy chuẩn bị một bước ngoặt quan trọng. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại không chỉ là hành động mà còn là cách tiếp cận thách thức. Warren Buffett không chỉ là nhà đầu tư xuất sắc mà còn là người thầy dạy bạn khai thác tiềm năng của mình. Hãy khám phá những bí quyết của Buffett cho người trẻ, có thể là chìa khóa để biến giấc mơ tài chính của bạn thành hiện thực trong 6 tháng tới. Bạn đã sẵn sàng thay đổi cuộc đời chưa? Lời khuyên số 1. Bạn không cần phải thông minh hơn số đông còn lại, bạn phải có kỷ luật hơn họ. Đừng quá bận tâm về tài năng hay chỉ số IQ của bạn. Trên thế giới này, người tài giỏi không hề thiếu, có cả 100 người với IQ vượt ngưỡng 200. Nhưng chỉ số thông minh cao không phải là yếu tố quyết định thành công. Điều thực sự quan trọng là kỷ luật, sự luyện tập, cống hiến và khả năng kiên trì đến cùng. Đây mới là những yếu tố giúp bạn đạt được thành công bền vững. Lời khuyên số 2. Tốt nhất là chơi với những người tốt hơn bạn. Chọn những cộng sự có thói quen tốt hơn của bạn và bạn sẽ đi theo hướng đó. Có một câu nói rất hay, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cùng với ai. Trong cuộc sống, bạn kết giao với ai có thể thay đổi hướng đi của bạn, quyết định thành bại trong cuộc đời bạn. Dưới đây là một bài tập quan trọng cho bạn. Tạm dừng video này và lập danh sách 5 người bạn dành nhiều thời gian nhất. Bây giờ, nhắm mắt lại và tưởng tượng những người này sẽ ở đâu trong 5 năm tới. Xin lỗi, nhưng đó cũng là nơi bạn sẽ hướng tới. Rất đơn giản, nếu những người bạn của bạn thiếu tham vọng hoặc cái nhìn tích cực về cuộc sống, rất có thể bạn sẽ phát triển những đặc điểm đó. Nếu bạn bè của bạn không hiểu biết hơn bạn, sự phát triển của bạn sẽ bị hạn chế. Hãy tránh xa những người tiêu cực và thiếu động lực. Chọn bạn bè một cách cẩn thận vì bạn không thể vượt lên trên mức độ của những người mà bạn kết giao. Lời khuyên số 3. Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để trở nên giàu có. Hãy đóng những cánh cửa lại. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Là một người trẻ, nếu có một lời khuyên mà bạn nên ghi nhớ, đó là hãy khác biệt, đi ngược dòng chảy. Đây là lời khuyên số 1 của Warren Buffett. Quan sát những gì mọi người đang làm và rồi hãy chọn con đường ngược lại. Tại sao điều này quan trọng? Vì hầu hết mọi người không thực sự tự suy nghĩ, họ thường chạy theo đám đông và đưa ra những quyết định sai lầm. Ví dụ, nhiều người chỉ đầu tư vào cổ phiếu khi giá đang tăng cao vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đó thường là lúc các nhà đầu tư thông minh đang bán ra. Để thành công, bạn không thể làm những gì mà tất cả mọi người đang làm. Bạn cần tự suy nghĩ và đưa ra những lựa chọn táo bạo, khác biệt. Đừng để mình trở nên bình thường. Hãy quan sát và dám hành động ngược lại với số đông. Cách tiếp cận này có thể đưa bạn đến thành công đáng kể. Lời khuyên số 4. Bạn sẽ không kiểm soát được thời gian của mình trừ khi bạn có thể nói không. Bạn không thể để người khác thiết lập kế hoạch, lịch trình cuộc sống của mình. Đừng để người khác kiểm soát cuộc sống của bạn. Hãy thử nhìn quanh và nhận ra rằng sự phân tâm đang ở khắp mọi nơi, từ mạng xã hội, chương trình TV, các buổi tiệc tùng đến những bộ phim. Dù những điều này có thể mang lại niềm vui nhất thời, nhưng thường không đóng góp nhiều, nếu có, cho sự phát triển cá nhân của bạn. Bí quyết để làm chủ thời gian và duy trì sự tập trung là biết cách nói không với những điều làm lệch hướng mục tiêu của mình. Mỗi lần bạn từ chối những sự phân tâm này, bạn sẽ dành thêm được thời gian cho những gì thật sự quan trọng.
Càng có kỷ luật trong việc quản lý thời gian, bạn càng tiến bộ và thành công hơn. Khi bạn thành thạo nghệ thuật từ chối, bạn sẽ tạo ra không gian cần thiết để tập trung vào những điều quan trọng và đạt được những tiến bộ lớn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta đã cùng khám phá những bí quyết vàng từ Warren Buffett, người không chỉ nổi tiếng với sự giàu có mà còn với sự khôn ngoan trong quản lý tài chính. Hãy nhớ rằng, thành công không đến từ may mắn mà từ việc áp dụng những nguyên tắc đúng đắn và phát triển bản thân. Như Warren Buffett đã nói, đầu tư vào chính bản thân mình là điều quan trọng nhất. Hãy bắt đầu từ hôm nay, đặt ra mục tiêu rõ ràng và cải thiện kỹ năng của bạn. Sự thay đổi lớn trong tài chính của bạn có thể đến chỉ sau 6 tháng. Đừng quên nhấn like và subscribe để nhận thêm nhiều bài học giá trị. Hãy cùng nhau bước trên con đường thành công và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.